Này lại đăng ký đi con. Bố ra quay xe cho con nào. Bạn Sư. Ê, con giỏi thế nhỉ. Con đẩy xe giỏi thế, con đi siêu thị à. Nào con quay xe nào. Cẩn thận nha, qua khúc cua cẩn thận nha bác Sư nha. Bác đi chợ đấy à.